trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài 100 đúng không? Cái bài này cũng khá là hay và hấp dẫn. Và như vậy thì để mà học giỏi được toán hình thì các em nên phải có cái kiến thức cơ bản ngay từ năm lớp 6 nha. Như vậy thì thầy muốn chia sẻ qua clip này, thầy muốn chia sẻ một xíu, thầy sẽ giải cho các em bài 101 nữa là xong nha. Các em muốn học và giỏi toán hình này, giỏi toán hình nha, toán hình thì các em phải nắm được là gì? Đầu tiên khi ta đọc đề, chúng ta phải biết cách vẽ hình, vẽ hình và ký hiệu, các ký hiệu ví dụ góc bằng nhau hay cạnh bằng nhau, vân vân, một cách tương ứng để khi chúng ta đọc ví dụ như là tam giác, xét tam giác tương ứng, góc tương ứng, cạnh tương ứng, không nào? Đó, biết cách vẽ hình và biết ký hiệu ở hình. Chúng ta phải học thuộc và học thuộc lòng này các em, học thuộc lòng các cái gì, cái tính chất này, cái tính chất này, định lý này, ha, cái định lý tính chất này nó của toán hình thì nó giống như công thức của toán đại nghe, nó y xì là công thức của toán đại, kiểu giống như là a cộng b bằng c cộng d cái gì đó giống toán đại thế. Thì ở toán hình nó không có công thức cụ thể, chỉ có ví dụ như cái bài định lý Pythagore thì nó có là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Thì ở đây chúng ta nó là công thức là hẳn hoi rồi, thì thầy không nói nữa. Nhưng mà ví dụ đó một số cái chứng minh, ví dụ như nói cho tia AM là tia phân giác của góc A chẳng hạn đi, thì khi chúng ta vẽ chúng ta phải biết cách ví dụ ký hiệu hai góc nhỏ này bằng nhau chẳng hạn như thế. Hoặc là ví dụ như nó cho tam giác ABC cong tại A, cong tại A chứng tỏ là hai cạnh bên AB và AC sẽ bằng nhau, và hai góc ở đấy sẽ bằng nhau, ví dụ góc B bằng góc C, ví dụ thế. Đó chính là cái tính chất của nó rất quan trọng em. Nên là tại sao thầy nói như vậy, tại vì khi mà thầy đọc comment của các em ở trên kênh của thầy, thầy ơi bây giờ em mất cái kiến thức cơ bản rồi, thì bây giờ chúng ta phải lấy lại như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cần phải học gọi là lớp 6 và lớp 7. Đây là hai lớp cực kỳ cơ bản mà chúng ta không được bỏ qua ở giai đoạn toán hình. Còn năm lớp 8, lớp 9, khi đó chúng ta có muốn lấy lại kiến thức cơ bản ở năm lớp 6 và lớp 7 nữa thì nó cũng hơi khó, tại vì lúc đó chúng ta không có thời gian nữa. Và ngay từ bây giờ, thầy khuyên các em đã mới học kỳ 1 thôi, nên là bạn nào bị mất kiến thức cơ bản đặc biệt về tam giác thì ngay lập tức chúng ta phải vào kênh của thầy để xem lại toàn bộ, bắt đầu từ cái bài số 1 tổng 3 góc trong một tam giác luôn luôn bằng 180 độ. Bắt đầu từ bài này chúng ta phải nắm và nắm 3 trường hợp bằng nhau tam giác và 2 trường hợp bằng nhau đặc biệt bằng nhau của tam giác vuông. Đó, như đó là thấy ổn đủ xài, gọi là đủ vỏ công để mà xài rồi đó nha. Thì thầy chia sẻ một xíu như thế thôi. Còn bữa nào thầy sẽ làm một clip tiếp theo ở tiết 2 phương pháp học giỏi môn toán để chúng ta nắm. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 101. Trước khi đi sang thì các em nhớ like này, comment tích cực, share các kiểu ha, các kiểu con đà điểu vào cho thầy. Rồi nhớ đăng ký vào kênh của thầy và nhấn vào cái chuông đây, vì cái chuông này rất là đẹp đó, có cái chuông đó, nhấn vào đây ok để nhận được những cái thông báo mới nhất từ kênh của thầy. Và đừng quên là clip quảng cáo để ủng hộ thầy nhé. Quảng cáo ok, hình như bữa nay thầy thấy quảng cáo TikTok khá nhiều đúng không em? Ok, chúng ta đi sang bài 101 nha. Hiện tại thì trong đầu thầy đang có rất là nhiều hướng để phát triển cho các em, nhưng mà thực sự là chưa có thời gian. Sau khi quay sách bài tập xong, thầy bắt tay vào quay sách bài tập học kỳ 2 các em. Sau đó thầy quay nâng cao cho các em. Ok, theo từng bước như thế nhé. Thầy phải làm từ từ cho thầy không thể nào một mình mà làm hết được tất cả mọi việc được các em ạ. Nên em thông cảm. Rồi, bây giờ thầy sẽ lấy cái thước cái này. Thầy lấy cái thước nhé. Đây, bộ thước của thầy khá là xinh xắn. Rồi, chúng ta đọc đề, nhớ đọc đề vẽ hình và chứng minh nha các em nhé. Cho tam giác ABC có AB nhỏ hơn AC. Như vậy ở đây người ta cho tam giác ABC mà không phải tam giác cong hay tam giác vuông hay tam giác đều, thì chúng ta nên vẽ tam giác nhọn nhé. Có AB nhỏ hơn AC nên là cạnh AC sẽ lớn hơn. Như vậy bây giờ thầy sẽ vẽ tam giác ABC ra trước nhé. Ok, đây giả sử đây là AB đây, thì AC thì bị nó dài hơn xíu, được chưa? Thầy sẽ nói lại BC là đó. Như vậy thì ở đây là AB này, AC,
Ok. Tia phân giác của góc A, các đường trung trực của BC tại Y. Như vậy thì ở đây chúng ta phải vẽ giùm thầy cái đường trung trực. Đường trung trực của đoạn thẳng BC, thầy nói luôn đó, hồi nãy thầy đã nói rồi. Khi chúng ta đọc là chúng ta phải đường trực là gì? Đường phân giác là gì? Đường trung trực là đường đi qua trung điểm và vuông góc với BC. Như vậy ở đây thầy sẽ lấy trung điểm của BC. Giả sử M là trung điểm BC đi. Nha. Như vậy thì để vẽ được đường trung trực của đoạn thẳng BC thì thầy phải gì? Vẽ nó gì? Đi qua M, thầy đặt lên ở đây không? Thầy kể nó. Là cái đường này đi qua M này và đồng thời vuông góc ở đây. Đó, giải thử đường thẳng này, đây chính là đường trung trực của BC. Còn đường phân giác của góc A là đường nó chia cái góc A này thành hai góc nhỏ bằng nhau. Khi ta vẽ đường phân giác ngay lập tức ta phải ký hiệu hai góc này bằng nhau này. Đó, và hai đường này nó cách nhau tại Y. Được chưa? Ok. Rồi. Các em đã hiểu chưa? Đó, quan trọng là cơ bản là nằm ở chỗ đó đấy. Kẻ IH vuông góc với đường thẳng AB. Kẻ IH với vuông góc với đường thẳng AB. Nếu mà như thế này thì không thể vuông được em. Mà chắc chắn chúng ta phải kỹ ra một xíu nữa. Ta tức về nó mắc cái cạnh này nè em này. Đúng không? Đường thẳng AB thì phần này chúng ta kéo dài. Đây. Đây kia. IH ha. Tại vì thầy vì cái hình nó hơi nhỏ nên là chúng ta thông cảm. Còn góc B là vẫn ở trên đây nha, không liên quan hết nhá. Rồi như ở đây em. Kẻ IK vuông góc với đường thẳng AC. IK thì chắc chắn là ở trên đây rồi em. Đó. Chứng minh rằng BH bằng CK. Hơn nè. Do là ở đây thầy vẽ nó chưa được chính xác lắm ở cái đoạn này. Nó hơi méo một xíu. Coi thế này. Như này thì nó không vuông ha. Tầm này. Rồi thôi kệ. Thôi cố gắng nhìn mắt nó hơi lé lé một xíu nha. Được chưa? Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Để chứng minh được BH và bằng với CK thì bây giờ thầy sẽ tiến hành nói nha. Như vậy thầy sẽ nói IB với IC là cái nhé. Để thầy sẽ vẽ lại cái. Rồi đây nghe. Thầy vừa mới vẽ lại một xíu điểm B trên đây nhé. Bây giờ thầy sẽ nói IB với lại IC này nhé. Rồi. Như vậy thì để chứng minh được BH mà bằng CK thì bây giờ chúng ta nên phải xét ở hai tam giác nhỏ này. Có đúng không? Nghĩa là IHB vuông tại H, IKC vuông tại K. Nhưng mà nếu chúng ta chứng minh được hai tam giác này bằng nhau thì thầy suy ra được BH sẽ bằng CK. Các em hiểu chưa nào? Đó, nhưng mà để chứng minh được hai tam giác này bằng nhau thì chúng ta đã có được những cái yếu tố này rồi các em. Bạn nào biết? Như vậy thì chúng ta nhìn ở đây chúng ta đã có những yếu tố nào bằng nhau chưa? À chưa. Chưa thì bây giờ chúng ta phải thông qua những tam giác khác để chúng ta chứng minh để liên quan các yếu tố này để nó bằng nhau. Các em có hiểu không? Ban đầu chúng ta hãy nhìn giùm thầy tam giác này các em này. B M Y thấy không? Thấy B M Y không? Với C M Y thấy chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy vuông góc ở đây hai góc này bằng nhau bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Có đúng chưa nào? Chúng ta có BM thì bằng CM. Có đúng không? MI là cạnh chung, chứng tỏ cái trường hợp này bằng nhau từ cạnh góc cạnh này. Cạnh góc cạnh chứ không phải đây là cạnh hình, cạnh góc vuông là sai nha. Cạnh góc cạnh. Như vậy thì chúng ta đã suy ra được BI sẽ bằng C. BI sẽ bằng gì các em? Bạn nào biết? Chúng ta suy ra, từ đấy chúng ta suy ra là IB sẽ bằng I, IC. Tiếp tục chúng ta sẽ xét trong thầy hai tam giác vuông này nữa các em này. Đó chính là IHA và IKA. Có thấy không?
thế nên nhân vuông nào? Như vậy vuông ở đây và vuông ở đây bằng nhau rồi. Chúng ta có A gì? AI là cạnh trung rồi. Có thấy không nào? Và đồng thời chúng ta có hai góc này bằng nhau. Vì AI này là tia phân giác của góc A, chứng tỏ hai tam giác này bằng nhau. Mà hai tam giác này bằng nhau nên ta sẽ suy ra được là gì các em? IH sẽ bằng với IK. Như vậy bây giờ đã đủ điều kiện để chúng ta suy ra được hai tam giác này bằng nhau chưa? Bằng nhau rồi nên chúng ta suy ra được BH sẽ bằng CK. Các em hiểu chưa? Nên chúng ta sẽ làm theo trình tự như thế. Ok. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ xét hai tam giác nhỏ này, đó chính là BMI. Xét hai tam giác vuông. BMI. Các em có hiểu không? Và CMI có cái gì các em? Như vậy chúng ta có BM thì bằng CM là giả thiết. Tại vì M này chính là trung điểm, tại vì đường trung trực các em nhớ. Cái góc BMI sẽ bằng là gì? CMI và bằng 90 độ. Ở đây là góc vuông. Các em hiểu chưa nào? Và chúng ta có MI là cạnh trung. Do đó cái tam giác BMI sẽ bằng với tam giác CMI theo trường hợp là cạnh góc cạnh trung, và trường hợp này là nó là tam giác vuông nhưng mà nó không rơi vào hai trường hợp kia, trường hợp cạnh hiện góc nhỏ và cạnh hiện cạnh góc vuông, tại vì ở đây nó không có cạnh huyền các em nhé. Tiếp tục bây giờ từ đây chúng ta suy ra là các em, mục đích của chúng ta để xét hai tam giác này là chúng ta suy ra được IB sẽ bằng IC nhé. Hai cạnh tương ứng. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ xét hai cái tam giác vuông tiếp theo. Đó chính là cái tam giác vuông AHI và AKI nha. Xét hai tam giác vuông. AHI và AKI có. Bây giờ ta có AHI sẽ bằng cái góc AKI và bằng 90 độ. Có đúng không? AI là cạnh trung. Đây chính là cạnh huyền nè các em. Và đồng thời cái góc HAI, cái hai góc nhỏ nó bằng nhau đấy, và KAI bằng nhau. Ở đây chúng ta có thể vì cái tia AI là tia phân giác, hoặc là các em có thể ghi giả thiết cũng được. Ok. Do đó cái tam giác AHI sẽ bằng với cái tam giác AKI theo trường hợp ở đây là gì các em? Cạnh huyền góc nhọn. Ok. Được chưa? Cạnh huyền góc nhọn. Nên từ đấy chúng ta sẽ suy ra, ta suy ra được điều gì các em? Chúng ta sẽ suy ra IH sẽ bằng IK. Ok, hai cạnh tương ứng. Rồi, nhiệm vụ chúng ta bây giờ chúng ta chỉ việc xét hai tam giác vuông nhỏ, hồi nãy thầy nói hai tam giác này nữa là xong. Các em có hiểu không? Rồi. Chúng ta sẽ xét hai tam giác vuông. Chắc chắn là theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông rồi ha. IHB và IKKC có. Có gì em? Có góc IHB bằng góc IKC và bằng 90 độ. IB thì bằng IC, chứng minh trên. Đây là cái hình hồi nãy thầy vẽ thầy bỏ nha. Chúng ta có Y gì? IH thì bằng Y, IK cũng là chứng minh trên. Được chưa? Do đó hai cái tam giác IHB sẽ bằng tam giác IKC theo trường hợp là gì? Cạnh huyền cạnh góc vuông. Mặc sao nhỉ? Được chưa? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra BH sẽ bằng CK, điều phải chứng minh xong. Ok. Được chưa? Rất là dễ hiểu và rất là hay như vậy nghe. Bài 101 ha. Ok.
Rồi. Được chưa nào? Đầu tiên ta xét và đánh giá mình trước. Rồi. Ok chưa? Tiếp tục tới hai tam giác vuông này. Là cái ta để chứng minh được hai cạnh nó bằng nhau thì ta xét lên lần được tới 3 tam giác vuông em. Đó. Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Và trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 9 nhé. Còn bạn nào mà chưa đăng ký vào khóa học online thì em nhanh tay để đăng ký để em ta nhận toàn bộ các video của thầy trong học kỳ 1. Sau học kỳ 1 thì thầy sẽ tiếp tục quay ở học kỳ 2 để up cho các em. Ok. Rồi. Trong clip hôm nay thì thầy kết thúc ở đây. Xin chúc các em có buổi học thật tốt và nhớ luôn luôn tin tưởng và ủng hộ thầy và cô nhé. Cô vợ thầy thì dạy môn sinh, có sinh 7 trọng các em, còn thầy thì dạy toán với lý cho các em. Ok, xin chào lại các em nha.